Kính thưa quý khán thính giả, chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình bình luận thời sự của Vô TV. Giữa lúc đại dịch virus corona đang lan rộng và có nhiều lo lắng, thì chính trường của Mỹ vẫn tiếp tục sôi động với sự gia tăng căng thẳng trong các cuộc đua để giành được vị trí đề cử cho Đảng Dân Chủ để đối đầu với Tổng thống Trump. Những thông tin liên tục dồn dập xuất hiện trên mặt báo cho chúng ta một cái nhìn đầy đủ hơn về từng con người, từng ứng viên và cả những vấn đề mà họ đang đối diện. Một trong những người có thể coi là một ứng cử viên tiềm năng có thể làm đối thủ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đó là sự trỗi dậy của Bloomberg, tỷ phú siêu giàu đứng vị trí thứ 9 trên thế giới và giàu thứ 6 tại nước Mỹ. Về mức độ giàu có, ông đã đạt đến được một cảnh giới mà ít người theo được. Nhưng liệu trong cuộc đua chính trị, trong một lần đặt cược này của ông có là người thành công? Ngay khi còn là một đứa trẻ lớn lên ở Milford, Massachusetts, một thị trấn ngoại ô gần Boston, ngoài rìa nơi phồn hoa đô hội, Michael Bloomberg đã có khuynh hướng muốn trở thành một người điều hành. Người mẹ đã quá cố của Michael Bloomberg trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2009 đối với một người viết tiểu sử đã nói rằng Michael muốn điều hành bất cứ điều gì chúng tôi đang làm. Michael muốn chỉ huy mọi việc. Ở tuổi 78, tỷ phú Bloomberg từng được xếp hạng ở nhiều thứ là giám đốc điều hành của một công ty dữ liệu tài chính lớn vào dạng nhất thế giới, là thị trưởng của thành phố đông dân nhất nước Mỹ, thành phố New York, là người đứng đầu một nhóm kiểm soát súng quốc gia, sáng lập viên một cơ quan truyền thông mang tên ông, và bây giờ là một tham vọng về chính trị. Suy đoán về việc liệu ông tỷ phú công nghệ này có thể trở thành người tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ đã râm ran kể từ khi Michael Bloomberg tham gia chính trường năm 2001. Khi ông giành chiến thắng trước cuộc đua vào chức thị trưởng New York với tư cách là thành viên của Đảng Cộng Hòa. Giờ đây, là một trong những người đàn ông giàu nhất thế giới, Michael Bloomberg đang tính làm sếp của một văn phòng chính trị cao nhất của nước Mỹ là Nhà Trắng. Và lần này, ông lại là một người thuộc Đảng Dân Chủ. Xét về yếu tố này, chúng ta có thể lưu ý rằng, thời trước khi leo lên vị trí thị trưởng, ông đã leo vào Đảng Cộng Hòa. Còn bây giờ, để đối đầu với Tổng thống Trump, ông lại ngả theo Dân Chủ. Qua những dữ kiện đó, chúng ta có thể nhìn thấy tỷ phú Michael Bloomberg là một người rất thực dụng và đặt lợi ích lên trên. Ông Michael Bloomberg sinh năm 1942 trong một gia đình trung lưu, là con trai của một người làm nghề kế toán. Sau khi học ngành kỹ thuật đại học tại đại học nổi tiếng Johns Hopkins ở Baltimore, Michael vào làm việc ở phố Wall sau khi ông nhận được bằng MBA tại đại học Harvard vào năm 1966. Là một sinh viên của Đại học Harvard, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng Michael Bloomberg có được mối quan hệ, có được khả năng, có được tất cả những gì được coi là ưu tú và lợi thế nhất để giành chiến thắng trong cuộc đua tài chính. Michael Bloomberg làm việc với tổ chức Simon Lehman Brothers, một đế chế tài chính, và đến năm 1972 đã trở thành một đối tác của công ty này. Nhưng mối quan hệ của ông với Salomon Brothers chấm dứt đột ngột 9 năm sau đó, khi Salomon Brothers bị bán đi và ông bị cách chức. Ông đã dùng vốn từ việc bán cổ phần ở Salomon để thành lập doanh nghiệp của riêng mình và hiện là một đế chế truyền thông và dữ liệu tài chính toàn cầu mang tên ông. Đế chế Bloomberg LP. Ngày nay, Bloomberg LB có văn phòng trên khắp thế giới. Đây là công ty cung cấp dữ liệu tài chính toàn cầu ở mức hàng đầu thế giới và đã biến ông trở thành một trong những người giàu có nhất thế giới. Với giá trị tài sản ròng ước tính là khoảng 64 tỷ đô la, tương đương với khoảng 49 tỷ bảng Anh, ông là người giàu thứ 9 trên thế giới vào năm 2019 theo tạp chí Forbes và là người giàu đứng thứ 6 ở Mỹ. Để chuẩn bị cho cuộc đua vào chiếc ghế của Nhà Trắng vào năm 2018, Michael Bloomberg chi 41 triệu đô la để ủng hộ các ứng viên dân chủ đang tranh cử vào Hạ viện Hoa Kỳ. 21 trong 24 người ông ủng hộ đã đắc cử. Sang tới năm 2019, số tiền mà Michael Bloomberg đóng góp lại gia tăng một cách đột ngột
đó là ông đã chi 3,9 tỷ đô la cho các tổ chức từ thiện hỗ trợ các vấn đề hàng đầu của phe cánh tả, từ vấn đề năng lượng xanh đến quyền phá thai. Ở điều này thì Michael Bloomberg lại ủng hộ quyền phá thai đối với các thai nhi, nhưng nỗ lực trở thành người đối đầu với Tổng thống Trump vào năm 2020 của ông đã gây ra một sự bất hòa đối với một đảng mà đưa ra yêu cầu về bình đẳng chủng tộc, giới tính và thu nhập như một phần chính trong việc chẩn đoán căn bệnh của nước Mỹ. Đảng Dân Chủ và các ứng cử viên thường đề cập đến yếu tố đó là công bằng và gọi là cân bằng trong bình đẳng về giới tính, bình đẳng về thu nhập. Thế nhưng, làm sao người ta có thể lý giải được khi một trong những ứng cử viên lại là một tỷ phú do nứt đống đổ vách? Phát biểu trong quá khứ, đặc biệt là vấn đề về chủng tộc, ông Michael Bloomberg hiện đang phải đối mặt với một sự soi xét quyết liệt, chiến thuật kiểm soát và chặt chẽ có tên chặn bắt và khám người, được Michael Bloomberg mở rộng trong suốt thời gian ông làm thị trường, bị chỉ trích là phân biệt chủng tộc mà không tạo ra được hiệu quả. Quả thật chúng ta có thể thấy là rất nhiều người da đen, những người mà ông cho là không xứng đáng, đã bị chặn bắt, kiểm tra, bất kể, mà không có bất kỳ một lệnh khám xét nào hay những cắt tỏa. Những bình luận mà cựu thị trường từng đưa ra về phụ nữ cũng là một điều mà người ta đang bàn toán sôi nổi. Cộng với đó là những chỉ trích về người da màu cũng bị lôi ra lại và ám ảnh ông với những nhận xét đáng xấu hổ hơn vừa được luân lưu trong tuần. Một video cho thấy cảnh ông Bloomberg chế giễu ý tưởng vận động cho quyền của người chuyển giới. Ông Bloomberg đã phải thừa nhận lúc đó và nói rằng nếu cuộc trò chuyện của bạn trong cuộc bầu cử tổng thống là về một người nào đó mặc váy, đó không phải là một công thức chiến thắng cho hết mọi người. Và tỷ phú Bloomberg cũng thường có những câu nói như vậy: truyền thông bây giờ không phải là thời trước, vì vậy nên họ đã ghi lại. Và chính trị Mỹ không phải là chính trị của Việt Nam xứ Đông Lào, mà là một nền chính trị nơi đó người ta sẽ được quyền phán xét, chỉ trích kể cả những điều sai lầm trong quá khứ. Bởi vì một người đứng đầu Nhà Trắng phải là người được nể trọng hoặc ít nhất tôn phục bởi từ cả hai phía. Về việc giàu có của ông có thể được sử dụng như một lập luận, và dĩ nhiên Tổng thống Donald Trump dù kém hơn trên bảng xếp hạng nhưng cũng là một người vô cùng giàu có. Tỷ phú Bloomberg cho rằng ông là một người không thể mua chuộc được, thì hiện giờ tại các lời buộc tội của các đối thủ là ông Bloomberg đang tìm cách mua cuộc bầu cử. Michael Bloomberg đã chi vài trăm triệu đô la và nói rằng sẵn sàng bỏ ra 1 tỷ đồng để tranh cử. Và bạn có biết rằng 1 tỷ đồng nó thực sự lớn như thế nào chăng? Với số tiền đó, người ta có thể mua lá phiếu của các đại cử tri. Và đồng thời, người ta cũng nhận thấy rằng Michael Bloomberg giàu có, nhưng những gì mà ông đã làm trong quá khứ thì cũng cần phải suy xét lại. Ông được coi là một thị trường mà cử tri mô tả là người lạnh lùng và là dân kinh doanh, nhưng vẫn phải thừa nhận ông có những hiệu quả. Khi rời nhiệm sở vào năm 2013, trong suốt thời gian 12 năm tại tòa thị chính của ông, người dân New York đã xem là một thành công, và các hoạt động từ thiện sau đó của ông bao gồm các dự án lớn nhất ủng hộ kiểm soát súng trên khắp Hoa Kỳ, một lần nữa đưa ông vào vùng của Đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, ông Bloomberg có thể đến được đích tham dự của Đại hội Đảng Dân Chủ vào tháng 7 với tư cách là người được đảng đề cử hay không lại vẫn còn là một ẩn số. Ông có tài nguyên, nhưng còn phải cố gắng nhiều về mặt thuyết phục quần chúng, một điều mà tỷ phú Bloomberg dường như không phải là đối thủ của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong suốt sự nghiệp của tôi, tỷ phú nói, tôi đã cố gắng làm điều đúng đắn. Không phải những điều được ưa chuộng, những điều chính trị, mà là những điều đúng đắn. Nhưng muốn được bầu cử, ông cần được ưa chuộng rộng rãi hơn. Và đồng thời vào tháng 2, chiến dịch tranh cử của ông đã phát động một chiến dịch tiếp cận các cử tri da đen, thừa nhận rằng ông đã sai về chính sách chặn bắt và khám người. Nhưng ông cam kết đầu tư 70 tỷ đô la để đấu tranh cho bình đẳng kinh tế nếu được bầu. Trước tiên chúng ta có thể nhận thấy rằng với số tiền lớn của ông nói được rất nhiều người nghe, lại là một đế chế tài chính, một đế chế truyền thông và dữ liệu, thì chúng ta có thể hiểu mức độ chi phí và chi phối và cạnh tranh của ông là rất lớn. Từ một gia đình trung lưu sinh năm 1942,
con của một người làm kế toán và nay ông đã là tỷ phú hàng đầu thế giới, chứng tỏ ông có thực lực về mặt kinh tế, nhưng về mặt chính trị lại là một điều khác. Chúng ta ai cũng có quyền mơ ước, ai cũng có quyền để ủng hộ bên này bên kia. Nhưng với tôi, đặc biệt trong vấn đề ủng hộ quyền phá thai, nó là một trong những điều đi ngược lại với luân lý và tín lý. Và tôi nghĩ tỷ phú Bloomberg dù có ra tranh cử, dù có nhiều tiền hơn, dù có được sự ủng hộ của Đảng Dân Chủ thì cũng là một điều rất khó để đánh bại một ứng cử viên tiềm năng, một người đã có kinh nghiệm cả về chính trị, quân sự và dĩ nhiên ăn nói thẳng thắn, có khả năng thuyết phục cao. Điều mà tỷ phú Michael Bloomberg vẫn còn chưa đạt được. Vì vậy nên, trong cuộc bầu cử vào năm 2020 này của nước Mỹ, nó sẽ còn là một ẩn số rất lớn và Vote TV sẽ trở lại được gửi tới quý vị trong các bản tin.